gái 25 tuổi làm lễ tân ở Nha Trang, xác định bị viêm phổi cấp tính. Sáng mình thấy nguyên quầy Trung Quốc đó. Đứa lễ tân nguy hiểm đó, chung dẫn nhật tiếp xúc nhiều. Đẹp đi Nha Trang cảnh tự nhiên ra nó đá cái ngủ giấc về.